Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ôi, chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình giao lưu các bạn, trong video này thì giao lưu các bạn một vài cái phôi mẫu đơn là hoa đỏ nha, mẫu đơn hoa đỏ của vùng Phú Yên các bạn nha. Đầu tiên là mã MD1. À, cái này thì nó có hoành của nó là 42 các bạn nha. Hoành cái này là 42. Rất là ok ha. Hoành 42. Cây này nhìn khá hay các bạn. Hoành 42. À, các bạn chơi bonsai thì cây này rất ok nè. Hoành 42. Chiều cao của nó là 90 các bạn nha. Để chậu rất là đẹp luôn. Để nổi nè. Để quá trời để luôn. Cộng rễ bành bành nó. Hoành 42, chiều cao 90. Cây này giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 200 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. 1 triệu 200 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là mã MD2. À, cây này thì có hoành khá là to. Hoành của nó là 50 nha các bạn nha. Hoành 50. Và chiều cao của nó là 1m2. Cây để chậu rất là xứng đáng luôn nè. Xứng đáng. Cây rất đẹp. Cây này về các bạn cắt cái chốt bay thì nó ra được cái trực ha. À, cắt cái chốt bay thì nó ra cây trực. Phần này thì nó bị bọng chút xíu nha các bạn nha. À, bọng một chút xíu. Nên nó không có, nhưng mà nó cũng không có là cái gì các bạn nha. Bọng, khẽ bọng. À, nhiều đó. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu chẵn ha các bạn ha, 1 triệu chẵn. Rồi tiếp theo là mã MD3, hoành 31 và chiều cao là 1m rưỡi. Cây có cái cần bay rất là đẹp các bạn ơi, cây có cần bay rất là đẹp. Cây này các bạn nếu mà thích chơi bay đó thì mình cắt cái chốt dưới đó, tay mà em nó đang cầm cái chốt bự đó, thì chúng ta ra được một cây bay rất là đẹp các bạn. À, cây này về ghép vô là rất ok nha. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 500 nghìn ha, 500 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển nha. À, phôi này là giao lưu các bạn với giá là 500 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển. Hoành 31, chiều cao là 1m rưỡi, cây rất là ok các bạn nha. À, rễ quá trời luôn. À, cây rất là đẹp. 500 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Hoành 31, chiều cao 1m rưỡi. Rồi bạn nào thích thì liên hệ nha. Thì từ phôi thứ hai đi thì mình cũng sẽ giảm 50.000 cho các bạn nha. Rồi đến với mã MD4 các bạn ơi. Một cái cụm cây này rất là VIP, VIP luôn đó. À, rất là VIP nha. Cây rất là đẹp luôn. Bay rất là hay các bạn. Cụm mà bay rất là đẹp. Liền cốt luôn nha, liền liền đế nha các bạn nha. Cây liền đế nha. Đó, đế bắc cầu đó, nó thuộc dòng VIP đó các bạn ơi. À, nó có hoành thân to nhất của nó là 30, còn hoành giữa thì nó 29, còn hoành nhỏ kế bên thì nó 26 ha. Chiều cao của nó là 90, cây rất là đẹp. À, phôi này giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 800 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo là mã MD5, hoành 45, chiều cao là 50. À, hoành 45, chiều cao 50. Cây này nhìn cũng hay nữa bạn ơi. Hay nha. Hoành 45, chiều cao 50. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 750.000. 750.000 cho mã MD5. À. Mã MD5, hoành 45, chiều cao 50 nha các bạn nha. À, bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Cây này đặt chậu nhỏ rất là đẹp nè các bạn. Đặt chậu nhỏ rất là ok nha. À, bạn nào thích thì liên hệ ha. Các bạn mua từ 2 phôi trở lên thì phôi thứ hai sẽ giảm 50.000 nha các bạn nha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.